chào các bạn đã quay lại với kênh Cuba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp làm món cá ngừ kho khóm hay còn gọi là kho thơm. Cách chế biến cá ngừ đơn giản, nhanh cho bữa cơm thường ngày của gia đình. Từng miếng cá ngừ kho theo cách này thấm sốt đậm đà, lên màu đẹp mắt, thịt mềm dẻo và dẻ. Ăn cùng những miếng khóm rất mềm nhưng không rã. Khóm thấm sốt vừa phải rất hấp dẫn. Cứ làm theo từng bước cùng với mình, ai ít nấu ăn cũng sẽ nấu thành công ngay từ lần đầu. Nào chúng ta cùng vào bếp nha! Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu để chuẩn bị trước khi thực hiện. Đầu tiên mình sẽ rửa qua gừng để khử bớt mùi tanh cá. Mình đập dập và băm nhỏ vài lát gừng. Cho vào nước cùng với một muỗng cà phê muối. Và thêm một ít giấm. Rồi hòa tan tất cả lên. Tiếp đến thì mình cho cá vào ngâm trong 2 phút. Và sau đó mình dạo rửa cá. Cá ngừ rất là bổ dưỡng, nhưng nếu cá không tươi sẽ có nhiều độc tố. Nên các bạn lưu ý là phải chọn cá tươi nha. Vớt ra rổ cho ráo nước nha. Thơm thì các bạn sử dụng tùy thích nha. Mình sử dụng khoảng 500 gram á các bạn. Lạng bỏ bớt cùi thơm, sau đó cắt ngang vừa ăn. Mỗi miếng có độ dày khoảng 1 cm. Tiếp đến thì mình băm nhỏ hành tím ra. Tỏi thì mình cũng băm nhỏ ra luôn ha các bạn. Phần hành lá này thì mình cắt khúc khoảng 3 cm nha. Và băm thêm một ít gừng nữa để lát nữa mình kho chung cho thơm. Còn ớt thì mình để nguyên trái cho vào. Bạn nào thích cay hơn thì mình đập dập ra ha. Bây giờ mình cho cá vào thố để ướp nè. Cho vào đây một muỗng cà phê bột nêm. Các bạn sử dụng loại nào cũng được ha. 1/3 muỗng cà phê tiêu. 2 muỗng cà phê nước mắm. Hành tỏi băm mỗi thứ một muỗng cà phê. Trộn đều lên và mình ướp khoảng 15 phút. Trước khi kho cá thì mình chiên sơ cá nha các bạn. Công đoạn này giúp cá không tanh, săn mặt, khi kho sẽ không bị rã nè. Cho 3 muỗng canh dầu vào chảo. Khi dầu chưa nóng thì mình cho cá vào chiên ngay để cá không bị văng dầu ha các bạn. Chúng ta chiên với lửa nhỏ trong khoảng 1 phút. Khi mặt dưới chuyển vàng xém cạnh thì mình lật qua mặt còn lại. Và mình chiên thêm khoảng 1 phút nữa rồi các bạn vớt cá ra ha. Không nên chiên kỹ quá, cá sẽ bị khô mất ngon đó nha. Tiếp đến mình sẽ làm sốt kho. Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, mở lửa nhỏ. Cho 1 muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê gừng băm, xào lên cho thơm. Và bây giờ thì mình tạm tắt bếp. Và tiếp tục cho vào 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng rưỡi cà phê bột nêm gà, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, bạn nào không dùng thì mình không cho vào nha, 1 muỗng canh sốt cà chua, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh nước màu đường, tùy theo độ đậm nhạt của nước màu mà các bạn sử dụng cho vừa nha. Nước màu này là ở nhà mình làm, có màu nâu không quá đậm. Bạn nào cần tham khảo thì vào link dưới phần mô tả của video này để xem nha. Nửa muỗng cà phê tiêu. Tiếp theo cho 300ml nước dừa tươi. Và 100ml nước. Khuấy đều và mình mở lửa trở lại. Bây giờ chúng ta xếp cá vào. Nước phải xăm sắp mặt cá là được nha các bạn. Mình sẽ kho cá với lửa vừa.
Sau 10 phút thì mình trở mặt cá. Rồi mình cho vào vài trái ớt kho chung nè. Sau đó mình giảm lửa dưới mức trung bình một chút và tiếp tục kho. Tiếp theo lấy một cái chảo khác, mình cho khóm vào, nêm vào, nửa muỗng canh đường. Trộn lên. Và mình thêm vào 50ml nước dừa, rim với lửa vừa trong khoảng 5 phút để khóm dịu đi vị chua ha. Bây giờ mình quay lại nồi cá kho nè. Sau 20 phút tính từ khi nước sôi, mình cho khóm vào nha. Rồi mình hạ lửa nhỏ và mình sẽ kho thêm 15 phút nữa cho khóm thấm gia vị kho. Mình cho khóm vào sau để khóm không bị nhũn nát và hút quá nhiều nước kho. Lúc này các bạn có thể nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình ha. Lượng sốt kho còn lại khoảng 1/3 lượng sốt kho ban đầu là được nha. Mình cho vài cái đầu hành lá vào và tắt bếp. Rắc tiêu và hành cắt khúc cho thơm nè. Mùi thơm của cá kho khóm đói bụng quá các bạn ơi. Mình múc cá ra đĩa và dùng cơm thôi. Mình vẽ cá ra thử nè. Cá rất là dẻ chắc. Vị ngọt, mùi thơm đặc trưng của cá ngừ hòa cùng vị chua ngọt của sốt cà, của thơm, cay nhẹ của ớt khiến món ăn trở nên vô cùng hấp dẫn. Cá rất mềm nhưng không rã. Khóm thấm sốt kho vừa phải, không nhũn nát hay quá mặn nha. Món này ăn với cơm là ngon nhất. Có thể chấm với rau sống, rau luộc hoặc ăn với bánh mì hay bún cũng rất là ngon. Chúc các bạn kho cá thật ngon cho bữa ăn gia đình. Nhớ đăng ký để xem video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.